Công an Việt Nam đã đạt được như vậy. Và chúng tôi hết sức ghi nhận của tỉnh và sự cố gắng. Và trong phong trào các nhà đầu tư vào còn nhiều thì các cháu càng có công an việc làm nhiều. Và phải thu nhập, có thu nhập. Một phần xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng là giàu mạnh hơn. Một vấn đề cuối cùng mà các vị nêu ở đấy là vấn đề là nông thôn. Thì như các vị đã biết đó là chính phủ có một cái lầu tinh về tăng lương cho cán bộ công nhân viên chức hàng năm, và trong đó có tăng thêm những phụ cấp cho những cán bộ đã về hưu. Thế thì lương hưu tùy vào năng lực khả năng của tỉnh chúng ta để rồi chúng ta tiếp tục đầu tư, tiếp tục có những cơ chế chính sách nhất là cho nông dân vấn đề nông thôn và nông nghiệp thì sẽ được càng ngày càng được đầu tư nhiều hơn. Và chủ trương của đảng nhà nước là phải đảm bảo, không những đảm bảo đời sống của nhân dân mà phải nâng cao đời sống của nhân dân, kể cả đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên. Và xin được quý vị tỉnh có thể hết sức cố gắng với trách nhiệm của mình, hết sức cố gắng trong lúc đi đảng để làm sao cho đáp ứng được những nguyện vọng mà các vị đã nêu lên. Nguyện vọng này là được chính đáng. Thì bất cảm với các quý vị và xin hẹn gặp lại các quý vị trong những lần được xuất hiện sau.